Vâng, thưa mọi người, đây chính là điện thoại đến từ Apple châu Á, Xiaomi. Ngày xưa lần đầu tiên được cầm cái máy này mình đã khổ sở như thế nào. Chúng ta, nếu những bạn nào mà fan Xiaomi thì các bạn hãy dành một cái lời cảm ơn. Bởi vì nếu không có sản phẩm này, không bao giờ Xiaomi sẽ thực sự đạt được cái sự nổi tiếng và thành công tại thị trường miền Nam chúng ta. Rất nhiên là trên 10 triệu đồng không ai đi điên mua một chiếc điện thoại Trung Quốc. Tất cả những thiết bị tiền nhiệm như kiểu con Mi 3 các thứ thì doanh số không tốt, bán thất bại vì chỉ bán sách tay thôi mà, gần như không người quan tâm. Mi 4 sau đó giảm xuống ở phân khúc 10 triệu, giảm xuống đến 8 triệu cũng chưa bao giờ đạt được sự chú ý của mọi người. Và đến khi nó chỉ còn phân khúc tầm khoảng 5 đến 6 triệu đồng, Mi 4 nó thực sự là một cú nổ khiến cho mọi người đổ xô đi mua. Thế thì tại sao? Số 1 là về độ bền, khung viền của nó rất chắc chắn. Các bạn xem lại video con Mi 4 đập nhau với Bphone mà Bphone vỡ bè bét như thế nào. Kênh đầu tiên đập Bphone, đập bè bét luôn, bảo sao mà bây giờ tôi... À mà thôi, quay trở lại vấn đề chính. Và mặt lưng của nó thì ngày xưa sẽ còn những phiên bản đặc biệt như tre này, các kiểu thể loại thì các bạn có thể lựa chọn hay lắm. Bởi vì cái nắp lưng này chúng ta có thể bóc ra được. Đây, bên dưới sẽ có pin này. Còn bây giờ thì điện thoại chúng ta là làm kín kẽ hết rồi. Mặc dù con này là khe trong sim ở bên này. Và ở đây chúng ta sẽ có cái mặt hiển thị màn hình đẹp, xuất sắc. Một trong những cái màn rất đẹp. Đến tận bây giờ, dù dùng những cái màn 2K 120Hz, đây vẫn là màn hình đẹp đối với cá nhân mình. Nó trong trẻo, hiển thị icon rõ ràng, sắc nét, màu sắc tươi. Có một chút viền đen bên trong là một cái điểm cũng khiến cho tại sao bây giờ tất cả các điện thoại chúng ta đều không còn cái màn hình mặt trước trắng. Bởi vì nó lộ quá nhiều viền đen. Và đấy chính là yếu tố mà khiến cho mình cảm thấy bây giờ nhàm chán với điện thoại nhìn phía trước. Còn ngày xưa chúng ta sẽ có những cái máy viền trắng như này, trông nó tinh khôi lắm, trông nó bắt mắt. Dưới sẽ có những cái phím điều hướng quá quen thuộc của Android, đa nhiệm, home và cũng như là phím back. Bên trên này sẽ có camera selfie. Và một trong những lý do từ ngày xưa đến bây giờ tôi vẫn yêu điện thoại Xiaomi và nhiều bạn cũng trung thành vì nó có mắt hồng ngoại điều khiển từ xa. Về Xiaomi Mi 4 thì tại sao nó được mọi người ưa chuộng vào thời điểm đó? Số 1 đó chính là việc nó sử dụng chúng ta, cái cấu hình của nó thì quá tốt rồi. Cũng là vì xử lý Snapdragon, có ông ta có 4GB RAM. Đặc biệt nữa là sản phẩm này có rất nhiều ROM để các bạn có thể lựa chọn. Vào thời điểm đấy thì các bạn lưu ý là phần lớn điện thoại xách tay đều phải cài ROM. Và con này cũng cài ROM. Về sau nó còn có những phiên bản hình như là chỉ có 3G thì phải. Có một số nhà mạng bên Trung Quốc bởi vì băng tần 4G không dùng được ở Việt Nam. Và nó có phiên bản thì là Mi 4 LTE để anh em lựa chọn, nói chung đa dạng vô cùng luôn. Thời điểm đó ROM của Xiaomi chúng ta còn phải tùy biến để làm sao nó mượt mà, tránh bị đa nhiệm lag hay là ăn RAM. Như con này đang chạy ROM đó MIUI 10. Đó, các bạn thấy là một chiếc điện thoại quá lâu đời rồi. Với MIUI 10 thì không thể xem là một cái phiên bản cũ hay là phiên bản gọi là lỗi thời được. Nó chạy ROM ghi đây, Mi 4C. Nếu mà ngày xưa giàu mỗi con tôi giữ lại, bây giờ làm video thích vãi luôn. Chiếc điện thoại này nhờ có nó mà người ta để tâm đến Xiaomi hơn. Người ta biết đến Xiaomi là cấu hình cao, giá ngon và hoàn thiện của nó, viền kim loại mọi thứ chắc chắn, cực kỳ bền bỉ. Người dùng Việt Nam bắt đầu để ý đến các thiết bị của Xiaomi, xách tay vân vân nhiều. Thế nên nó là một cái cột mốc lịch sử. Tôi khẳng định một lần nữa, nếu không có sự thành công của Mi 4 thì rất khó để mà Xiaomi có một cái chỗ đứng trong lòng người hâm mộ, có cộng đồng Mi fan đông đảo đến như bây giờ. Tôi thề các bạn, cái giao diện MIUI của nó ngày xưa copy iPhone hết. Và đến tận bây giờ nhá, Xiaomi khi đã có chỗ đứng của mình rồi, họ vẫn copy iPhone. Thì đấy chính là sự thành công của họ, được gọi là Apple của châu Á. Anh em nghĩ sao? Các bạn đã dùng Mi 4, dùng bất kỳ sản phẩm Xiaomi này, comment xuống nhờ đâu mà các bạn tìm được tình yêu mà đến với Xiaomi. Với mình thì phải là chiếc Mi 4 và đến Redmi Note 2, Redmi Note 3. Ui, toàn mấy con điện thoại đỉnh thật sự. Còn chờ gì nữa, vào link bên dưới mua ốp lưng PKP đi. Ơ kìa, hiển thị banner nãy giờ. Các bạn tôi buồn quá, xem vật studio là không nói, nhưng xem Vinh Show là mặc định là kiểu gì mà có PKP. Hey,